Ngày 30 tháng 5 năm 2017 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi lễ biểu dương và tổng kết công tác phục vụ cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và hội nghị liên quan do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức. Bộ trưởng Bộ Công Thương bà Khemani Phonsena tham dự và chủ trì buổi lễ. Trong bài diễn văn của mình, Cục trưởng Cục Chính sách Ngoại thương Lào Hua Chơ Trinh nêu rõ những kết quả tổ chức thực hiện của các tiểu ban đóng góp tích cực cho công tác tổ chức đăng cai hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị liên quan. Hơn 80 hội nghị được tổ chức dưới 3 trụ cột của cộng đồng kinh tế ASEAN, trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức đăng cai 11 hội nghị, tham dự đồng chủ trì 2 hội nghị thượng đỉnh tại Hoa Kỳ và Nga và tham dự hội nghị G7 tại Nhật Bản cũng như hội nghị G20 tại Trung Quốc. Đối với hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị liên quan, đã thông qua và ghi nhận gần 50 văn kiện về nhiều nội dung hợp tác quan trọng, đặc biệt là sáng kiến hội nhập ASEAN và kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN năm 2025. Những văn kiện này đã tạo cơ sở để ASEAN triển khai thành công tầm nhìn ASEAN năm 2025, góp phần đưa ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 của thế giới, mang lại lợi ích cho người dân của khu vực cũng như góp phần giúp ASEAN tiếp tục giữ vai trò trung tâm của các cơ chế hợp tác hiện có. Biểu dương những thành tích xuất sắc của các cơ quan đơn vị đã đóng góp phục vụ cho công tác tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị liên quan, Đảng và Nhà nước đã trao tặng huân chương lao động hạng 2 cho 1 đơn vị và 17 cá nhân, hạng 3 cho 24 cá nhân, trao tặng huy chương cho 20 cá nhân, trao tặng bằng khen cấp chính phủ cho 8 cá nhân và cấp bộ cho 65 cá nhân.